Xin chào bà con, chào các bạn. Bữa nay là ngày 14 tháng 1 năm 2024. Thì ngày hôm nay thì có khách hẹn xuống tại trại của mình để bắt chim công. Thì cũng như mọi khi thì mình xin được tiếp tục chia sẻ những cái hình ảnh thực tế có tại trại của mình đến bà con và các bạn, để bà con và các bạn nào yêu thích chim gà kiển có thể an tâm hơn mà khi giao dịch mua bán con giống của bên mình. Cũng còn gần khoảng 1 tháng nữa là tới Tết, cho nên là tía đang tích cực chăm sóc lại cái hàng bông đi vô, hàng bông trang. Nó còn nhỏ quá, không biết Tết có bông kịp không. Tía nói thôi để chuẩn bị thêm mấy cái chậu bông vạn thọ xen vô, để khi mà bà con và các bạn mình đến mua chim gà kiển mà ngay cái dịp Tết đó, thì có bông, có hoa rồi cho các bạn ngắm luôn. Tại vì mình nuôi hàng hàng kiển mà, bây giờ là phải thêm bông nữa đặng Tết rồi này kia nó có không khí rồi lên. Các bạn thấy đây là những hình ảnh thực tế mà mình thường xuyên liên tục, phải nói là thường xuyên liên tục mình quay lên để cho bà con và các bạn mình an tâm hơn khi giao dịch. Đây là cái trái chuối, không phải để cho mình ăn mà để cho mấy bé gà này ăn đây. Thì xin phép được chia sẻ lại cái cách giao dịch mua bán ở bên mình. Thì những cái video mình đăng thì có số điện thoại mình để trên video nè các bạn. Ví dụ như gà kiển thì các bạn có thể alo trực tiếp, hoặc các bạn có thể nhắn bên Zalo. Mình sẽ gửi hình cụ thể từng cặp để mình báo giá. Thì ở đây thì mình bán trên nguyên tắc là mình bán tại trại. Còn các bạn mà chịu chuyển tiền trước thì mình sẽ gửi xe đi các tỉnh ở xa. Thì cái hình thức giao dịch thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều trong những cái video clip mình quay rồi. Các bạn thấy sáng sáng mà cho con gà nó ăn trái chuối là nó mê hết hồn không? Chuối nó ngọt, bổ nữa. Thì chuối chín thì hầu như là mình cũng mua liên tục để cho gà nó ăn. Thì ngày hôm nay thì công việc của ngày hôm nay thì sáng thì cũng cho chim cho gà ăn, rồi bắt đầu đón khách. Thì khách hẹn trưa trưa khách vô bắt chim công, và sau đó thì sổ lãi cho chim công. Chim công thì định kỳ, chim công tơ thì định kỳ 3 tháng sổ lãi 1 lần, chim công 3 năm tuổi trở lên thì 6 tháng sổ lãi 1 lần. Cho nên là bây giờ chia sẻ cho các bạn những cái hình ảnh gà tre mini cho các bạn xem, rồi lát khách vô thì tiếp tục những hình ảnh thực tế từ khách. Gà tre mini thì chản nó 350 g nha các bạn, chản trưởng thành nha. Thì các bạn nào mà có mua gà tre này thì các bạn cứ nhắn tin Zalo ở trên video. Rồi mình sẽ gửi hình kèm giá cụ thể cho các bạn. Mấy hết chứ? Ba mua. Đứng đây là giỏ nước trong thùng ấy. Nè nè. Giỏ gì rửa ra có sao xịt nổi. Cái này xuống sông phải rửa mấy mày nó chặt chan chứ gì. Không chặt được. Nói đi. Con đủ không ăn không? Có hết nữa. Nó đủ thứ hết mà. Ngày bắt ốc kiếm mấy trăm ngàn luôn à. Mấy trăm ngàn. Ở đây. Ham tiền quá, mần từ sáng tới giờ 3 giờ chiều rồi chưa rồi không về. Nó về mần không à. Không ấy thì không cho cơm. Mày xiết. Gà cho bớt mày ơi, để thằng Viên nó đi bán gì mà ốc vậy đó. Giờ đẹp mắt không? Gì? Tụi mình tốt không phải, tụi mình có dài đó. Mày ơi, to mày. Cái ngày mai mặn bữa nữa, cái mốt có đi đám cưới nữa rồi. Giờ
ở trong khúc chí ra mà không biết khúc khúc nào. Hả? Trời ơi, con cháu hôm đám cưới thằng Trọng rộng nó đi chơi rồi giờ không đi. Nó chắc nó coi tôi Trọng dữ lắm à. Thì bán nhiêu đây mà đi đi được rồi. Ông nội ơi. Thằng này thiệt. Đưa đây không được con nữa hết hả? Ừ. Rồi. Rửa sạch cho nào bây giờ nó để lên đây. Giờ sạch chưa? Bán ốc giờ là nổi tiếng cả nước luôn đó nha. Đem cân ngay cân ốc luôn. Vậy. Nãy chị thấy quần chú mãi đâu vậy? Đây luôn hả? Dạ. Có tay chân muỗng chuối không này thấy chưa? Đâu? Thôi bay. Dạ tay coi. Đeo vàng ra mấy hoài. Thằng. Mày mặc chứ mày quay đâu phải mãi. Bà đeo nhẫn vậy mất vừa bắt ốc thì nó lọt nó mất tiêu rồi sao mà mèo mà vẫn giả rồi. Rồi sang đây. Tôi ngồi đây nó đem bên kia. Em ơi. Gì bấy lắm vậy? 4 kg tơ 4 kg 3. 4 kg 3. Tự gõ 300 g à. Ừ. Rồi lấy gì đâu chứ? Bỏ ra đổ vô xôi đó hả? Lấy ra xôi hả? Ừ, bỏ ra xôi đi đi. Tính mẹ nó 4 kg đi. Ừ, nó cái gõ rồi biết à. Giảm gõ hết tới nhiêu ạ? Trời ơi, nửa ký. Nửa ký rồi chị ơi. Cái gọi nửa ký. Ừ, khổ quá kêu, trời luôn. Tôi kêu tính bà 4 ký này là không được rồi, không chịu không? Trời ơi. Mua ốc nó đe, mua đen luôn rồi mẹ ơi. Có mấy con về đi chợ, ủa, có công à. Về mà lột bán đi. Thôi, tao chịu, giờ dễ gì tao ăn ơi. Ốc vừa. Tại ốc vừa đen nó làm biến rộng quá. Rộng sạch ăn mới được. Ừ, rộng sạch ăn mới được. Còn ốc đắng này ăn ủa, nó nhẫn. 4 ký gì đó. Bông kia mốt. Bông kia mốt. Cũng có 3 kia người. Bông kia mốt mà không 3 kia người. Chị gõ hết nửa ký rồi. Gõ gì quá trời vậy trời. Gõ chè với nó ướt. Mày gì đó. Mày 3 kia chín nữa. Cái nãy bông mà. Bông kia mốt. Như 3 kia chín là 8 ký. 8 ký trừ 1 ký. Còn 7 ký. Rồi. Cái chú rồi vô tiền luôn. Bán nhiêu đây 500 ngàn luôn. Đưa đây. Còn lại lúc hả? Ừ, đưa 500 đây. Cái này nãy như 3 kg 3 trừ vô nửa ký thì còn lại 2 kg 8. Ủa nãy 3 kg 5 4 ký ra. Hồi nãy 4 ký 3. 4 ký 3 kia bà tính 4 ký bà không chịu. Tầm 7 mày tao bà ừ mày. Mày xạo mày. Vậy là còn 3 ký 8 thôi. 3 ký 8. Mày xạo không. Rồi đó trả tiền cho bà đi bà gì á. Rồi tính tiền đây. Ốc nhiêu? Ốc nhiêu 1 ký? 15 ngàn. 15 ngàn 1 ký. 4 ký thì nó 60. Nó coi như là còn 57 ngàn. Gõ bả dính giống gì mà sao không đủ. Ốc là 57 ngàn. Chuối là... Chuối là 7 ký hả? 74, 28. Phải không? Chuối là nhiêu 1 ký? 4 ngàn ký hả? 4 ngàn, 47, 28. 28 ngàn với 57 ngàn là nhiêu? 28, 57 là 85. 95. Đâu dữ hả mày? Tại không mày? 85, 28, 57, 85. Thằng này, đó 500 đó. Mày xạo không? Mày tối ngày. 85 ngàn. 85 ngàn, không trả tiền tắt, tắt hay gì? Tắt đâu, tao cho, mà tắt hoài. Mà không cho. Về ngoài ăn phở đâu, vô bồi dưỡng vô nha. Sao là tắt tao dữ lắm luôn á. Trả hết, biết trả luôn. Mần cái gì mà? Từ à, sáng tới giờ mà không chịu ăn cơm. Tại không đó, đói chứ phải đói, tao vừa mất đất rồi. Về làm một tô phở liền. Thôi mày. Tao mà ai nói vừa cho tao ăn cũng tiêu tao khoái chứ. Mà bún tiêu tao còn khoái nữa. Ngộ nữa chứ. Ngọc mua về. Có khi năn nỉ tao ăn sao đâu thôi. Ăn nó nổi. Ốc đắng ngon gì đâu á trời. Ốc đắng. Ốc đắng này đây mà tao lụm. Rồi đếm đi. Thôi đếm đi. Chú này không phải mũ mà nó gì chứ.
tao xúc cút bò nhiều quá thằng tao trồng đồ nữa. Hổm nó không bán mày bữa nay có ba cái gì hổm á, đều có bao nhỏ xíu à, bữa đem bao bao vậy đằng gì ba cái khổ khổ thấy chưa, có bữa khổ khổ mà mấy cái đó bệnh như vậy trồng hành tốt lắm. Ừ, như trồng hành vô vô gốc hành đồ hoài quá trời hoài vậy. Thằng quay như nó phố phái nó quay hoài thôi gì à. Diễn viên nổi tiếng à, mốt cái chừng nổi tiếng trên mạng xã hội mà không hay nữa bà. Giỡn đâu nha. Bỏ đi cái màn gì đó mà quá trời luôn, bữa nào bà cũng đá lát chân này. Ừ. Đồ hết nha. Bắp. Đi lắm đi. Bắp. Chui xúc ở Tân Long mà nó chỉ vô trong trong hồi nãy hồi nãy anh nói xuống Vũng Liêm là em nghi rồi. Ủa cái này thì tại mình đi ghé Mỹ Tho chơi cái rồi mình mới Mỹ Tho là anh đi đường xuống xuống Cổ Chiên. À Cổ Chiên lên Vũng Liêm là đúng. Không mà nó chỉ đường Tân Long cũng đúng luôn. À, nhưng mà vì sao cái đoạn đó cái từ cái Tân Long mà nó quẹo vô lại chỉ bà trợn mình nó chỉ vô mấy đường đan bị sai mấy lần luôn. À. Anh cho mình nhờ sạc pin miếng đi anh. Dạ dạ. Có ổ cắm nè. Kìa ổ cắm nó ngon rồi đó, chỗ kia cái nhãn này cũng nhóc kìa. Đi dài không? À, chạy tháo mồ hôi hộp. Vô sau vô vô đường đan 2 cây số rồi mới mới thấy nguy hiểm mới gọi cho anh Biên á. Đường đan hả? Ừ. Ủa vô 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 đường đá hả? Đường đan. Đan. Đường đan hả? Đúng rồi, đường đan là đừng có vô. Vô chút xíu rồi kiếm cái ngõ của người ta để quay đầu mà ngõ nhà ai cũng nhỏ nhỏ hết trơn. Lấy à. Tôi lấy 2 chai nước suối lạnh trong tủ lạnh đó. Bích ruộng không à? Không nấu mình bốc hơn bình thường á anh hay sao? Dạ bình thường. Mình trồng cũng chưa có kinh nghiệm nhiều nên làm trái nó chặt ruột hoài. Cái này mấy mùa rồi? Mùa thứ hai. Mùa thứ hai mà lên dữ vậy hả? À. Ủa vậy là bự hả? Bự chứ. Mùa hai. Này có mấy cây nó bị hồi nhỏ nó bị vàng nó tính chết á. Mà nó không chết thì nó lớn sao? Hai mùa mà lên sao cái. Mấy cây bự là mới đó, mùa 2 á. Nó chờ sẽ có ăn lâu dữ ha. Dạ. Yeah. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Bà mà cũng có cái chú đó ở trên thành phố. Ba cặp á, ổng xuống ổng bắt 1 cặp về chển xong cái qua sau ổng kêu gửi lên còn 2 cặp gửi lên cho ổng đi là ổng bắt luôn. Nó nói không được, có thằng anh cũng ở trên thành phố ảnh cọc 2 triệu rồi. Chờ bắt 1 cặp à, cho nên còn 1 cặp ổng bắt luôn. Thôi phải anh ổng đặt cọc là ổng bắt luôn 3 cặp đó rồi. Mình để mấy tết về cho muốn con chứ đừng hồi đó tính bắt công con mình nghĩ công con nuôi chừng nào chứ mình thấy muốn công con nuôi thứ nhất là nó lâu, thứ hai nữa là thời gian nó cái bán rủi ro nó cao lắm. Em hồi đó hồi đầu tiên là mua 7 con công lớn vậy nè. Còn được mấy con? Còn một con còn con tới lớn mình cũng lên thân dán vậy. Mình không có kinh nghiệm để nuôi mua con trưởng thành đi cho nó chắc. Yeah. Ăn ở nó đâu nó ngó nó cái sao, nó chưa hồi nào giờ chưa thấy công ở ngoài đời đó. Đi đường ngoài này đi. Đi đường ngoài này vòng qua đó coi chỉ 7 màu đồ chơi luôn. Chuẩn bị ăn tết rồi hả? Dạ. Cái này nó tính ra ông Biên cũng còn xiên ức. Dạ. Làm xiên hết. Đây qua đây. Đây. Giống như ông tỷ thấy làm suốt ngày. Trời ơi, muốn nghỉ gì nào nghỉ chứ đâu có không anh ơi. Đi bên đây đi anh, đi bên đây. Muốn nghỉ gì nào nghỉ à? Vaccine, bệnh hoạn, dao, rồi sửa chuồng, sửa trại rồi. Là không sẽ buông ra nghỉ thôi.
nghỉ rồi. Dạ. Tại lúc nào cũng có việc mà. Này là chỉ bảy màu hả? Dạ, bảy màu. Chỉ đỏ hả? Chỉ xanh mà nó chưa có lên màu. Nó mới còn 5 tuổi à. Chỉ xanh 2 năm nó mới lên. Chỉ xanh này, chỉ trống đây nè, chuồng này là chuồng mái. Mái thì nó tới đẻ nó vậy luôn. Nó không lên nữa. Còn trống thì lên màu đẹp lắm. À, bên kia thấy mấy con có đuôi bắt đầu khá khá rồi ha. Dạ. Trống lên màu. Trống lên màu. 2 năm nó mới lên trưởng thành, còn cái này mới con chỉ đỏ hả? Dạ, này chỉ đỏ. Bên đây là trống luôn hả? Con chỉ đỏ, con nào màu con đỏ, đỏ là trống. Đỏ là trống. Dạ. Nó trống. Cặp này là của mình đó hả? Không có. Cặp này như nhỏ. Cặp đó là cỡ mấy tháng tuổi rồi? 6-7 tháng tuổi à. Ủa 6-7 tháng mà nó lên được con lớn vậy đó hả? Dạ. Ha. Rụng lông đuôi ta. Dạ. Cái này nó còn nhỏ chưa có lông đuôi. Rồi đi vòng ở đây anh. Mấy này là bên đó là mấy tháng, 5 tuổi rồi hả? Không có, từ ở đây dài đẳng là từ khoảng 6 tới 8 tháng tuổi à. Ủa, vậy? Còn 5 tuổi là bên kia. Nào, nó múa đây nè. Bên đây là công bố mẹ, công múa là công trưởng thành bố mẹ đó. 5-6 năm tuổi hết trơn đó. Đó, nữa, chừng nữa 3 năm tuổi cho lên là nó múa vậy đó. Đẹp kia. Con 2 năm tuổi của mình là múa được chưa? Nó, 2 năm tuổi là nó cái con kia, đối diện kia, lát con kia coi. Bên đây là có trưởng thành đó hả? Dạ, cái giải này là giải đẻ không à? Ví dụ con này là 6 năm tuổi. Mấy cái giải này là sắt á. Dạ, giải này là 5-6 năm tuổi, có nghĩa là công đẻ của em không à. Ừ. Em đang ghép con chấm mấy con mái nè. Cái cám công vậy chứ đâu có trộn bắp, trộn lúa gì ha. Không, em có cho cám thì em để tự nhiên, nhưng mà em có rau chú chín rồi sâu dế đồ nên em có bổ sung cho nó. Chứ để nó thứ một nó đâu có đủ chắc. Chút hay là bữa sau biên tôi mấy cái bệnh với lại cái thuốc này kia đó. À, công thì chủ yếu đừng ruột nữa đi. Cho nó bổ sung men tiêu hóa cho nó là thường xuyên là ổn. Cần ăn da ua không ta? Không, ăn da ua. Nó lâu lâu cho nó ngủ probay hay là gì đó, da cun vô. Em nuôi lâu năm mà em còn ghiền á, nó múa mấy ra coi ngắm nghía nó tối ngày chơi. À. Thì là bởi vậy mình mới xuống đây mình ngó thực tế nó sao rồi về mình điều chỉnh lại ngay cây xài của tao á, ngay cây xài ngay cái chỗ mình ngồi nhậu á, dời lại đó mới kiếm mấy xe đất đổ ngay đó thì chỗ bên kia để mình nhốt gà nồi lại. Của anh bên kia, ngồi bên kia. Đi, ê. Cái chuồng này là một năm. Dạ. Yeah. Đây cặp đó của anh đây. Cặp này là cặp. Dạ. Còn nó lớn dữ ha. Coi như là nó rụng hết xác đuôi này. Nó rụng hết xác đuôi này rồi nó ra lại xác đuôi nữa là nó mới đẹp. Có nghĩa là tới Tết năm sau nó mới có hàng đẹp đi. Tại vì con trống 3 năm nó mới đuôi nó mới chỉnh.
Mà giờ tuổi này nó vẫn múa được rồi phải không? Dạ, cỡ nào múa cũng được chứ. Mấy nãy mấy ngày nó cũng múa xà xà. Kể Tết nó xè xè lắm coi cũng được rồi. Để về bổ sung cho nó đồ dừa cho nó... Cô anh chú ăn phải đúng công thức. Nó khoái ăn cái dừa khô lắm. Dừa, xác dừa khô á. Cái dừa. Dạ. Mà ăn mấy đó làm như nó mướt lông nó hay gì. Nó chất dầu. Cái... Chú Chín. Ở đây em tư niên chú Chín. Trời nó dễ lắm, ví dụ ba cái mận nè em hái em thấy à, vô nó quất. Mận không chịu thuốc nè. Nó làm cái cây cho ba lên. Dạ, tối ngủ anh cây. Thôi 2 năm tuổi nó ra dáng rồi ha. Dạ dạ. Chứ còn 1 năm tuổi nó cũng chưa có đó, ra dáng. Một năm tuổi rồi nó đó. Tuổi nó còn nhỏ. Chưa cậu mà ăn trống chưa cậu. Rồi mấy hàng đẻ của em là 5 tuổi, 6 tuổi hết rồi. Nó gầy dựng ra được cái số lượng này là cũng trả giá cũng con trắng là con giống khác hả? Con giống. Dạ. Yeah. trong nó ngủ sắc, dạ. Trong đó là mình ngủ sắc là anh lai giữa con trắng với con xanh. Trắng với con xanh. Dạ, trắng xanh với con ngủ sắc. Nói chung là đúng, ông thái công hôm nay là ông nói cái gì cũng đúng. Mua làm gì cũng cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm hết. Bây giờ anh mới tay em nói cỡ nào, bây giờ anh nuôi kiểu gì anh cũng phải cần có kinh nghiệm. Kiểu gì anh cũng phải cần có kinh nghiệm rồi anh mới từ học được. Coi thực tế cái chuồng thôi chứ giờ mình làm cái chuồng nhỏ quá. Chuồng mình nhỏ. Con công đâu có múa được đâu, cái chuồng nó lớn. Ví dụ như em nói một cái loại bệnh đi. Ví dụ em nói anh, nhưng mà khi mà anh về anh nuôi anh thấy tỉnh bơ rồi bình thường. Anh thấy vậy hú nó mạnh mạnh như súng cẩn ừ. Cái nhiều khi cái bữa hai bữa cái nó lật ngang nó chết cái bắt đầu phát hiện tại hắn bệnh vậy nó ốm nhách rồi nó chết rồi lúc đó rồi là lần sau nuôi nó rồi mới ngừa được cái bệnh đó. Anh đây em vậy không vậy? Bữa này là anh Biên đã ngừa hết rồi phải không? Dạ. Bao nhiêu ngày thì ngừa thì mới anh cho cái lịch mình từ giờ tới khoảng cái 3 tháng nữa rồi cái, mình làm gì với nó. Cái công lớn này là nếu mà anh kỹ 3 tháng sổ lãi năm lần. À, sổ lãi bằng thuốc Fugaka của mình á. Menbendazone nó 2000 viên à. Dạ. Cho trẻ. Dạ. Một viên thôi, con viên thôi. Dạ, con viên. Ôm nhét miệng đó hả? À, ôm nhét miệng cho nó uống, nhét miệng nó rồi xong. Dễ lắm. Lớn rồi. Cũng được chứ ha. Dạ, công lớn thì 6 tháng sổ một lần. Chứ không cần 3 tháng. Rồi mấy cái đường ruột, tại tôi làm cái men tỏi trước rồi. Đó, men tỏi là có đường ruột rồi đó. Men tỏi là đường ruột cái gì? À, làm men tỏi trước, không biết có cần bổ sung cái gì thêm nữa không? Được rồi. Tại vì hàng lớn này nó chỉ bệnh đường ruột đó thôi mà. Mà chủ yếu là bệnh đường ruột là gì? Là do cái nền. Do cái nền mình không có nó ăn nhiều khi bị lãi quá nữa. Nhiều khi nó bị đầu đen. Bị đường ruột là thứ nhất là do bị đầu đen, hay là nó bị lãi. À, nhiều khi thấy nó ốm, có con thấy nó ốm rồi nó ăn bình thường mà nó ốm nhách đẩy vô viên thuốc sổ lãi hết trơn. Ừ. Cái gì con nào cái anh? Con chó nó già nó lẫn luôn rồi. Nó già nó lẫn. Ê, không quyết định bắt cặp 2 năm tuổi hợp lý à. 1 năm tuổi thì Tết nhìn đủ đẹp không? Đẹp chứ, là anh nhỏ quá, dân sắc nó khó quá. Dịch này có luôn rồi. Làm 2 thùng á. Thùng lát không? Ừ. Thùng bắt công. Thùng bắt công không? Ừ. Con đem gì về xuống sớm lên xem. À, rất bự. Cái trĩ thịt, cái trại, cái chuồng trĩ thịt của anh ở đâu? Ngoài kia. Mà giờ hết rồi. Dạ. Hết trĩ thịt luôn. Cái phòng nó vừa có xe. Vừa chứ. Bỏ băng xa. Xe anh 7 chỗ hay 4 chỗ? 4 chỗ. Bốn chỗ phải bỏ ăn trước, đừng bỏ cốp nha. Đó. Thì bắn giống hoài luôn. Về nhà mà... có nem công hả? Dạ, có mấy anh mua hồi đó, có ông đó công an luôn.
chạy xe 4 chỗ mua lại đây, mua chim chỉ ông bỏ ông cốp về ngáp ngáp chết muốn hết. Ông mang vốn nói bán chìm bệnh rồi, ông nói trời ơi ông tới chuồng đây ông lựa nó mạnh đùng đùng ở đây chim ta còn ở đây, hỏi ông bỏ đâu, ông bỏ cốp xe 4 chỗ này bỏ không sao. Hình như là cốp xe 4 chỗ có lỗi, nó không có hơi gì. Không, nó không có hơi thiệt chứ không, nó có hơi rồi nó luồn vô trong cái khoang mình ngồi á, đâu được. Nó kín lắm. Bởi vì hàng chi ông bỏ chết trơn rồi mắng vốn trời. Giận luôn. Gà nè, bỏ vô đó còn chết nói gì. Trời ơi, ông giận ông chịu chứ cái đâu phải tại tôi đâu mà. Ủa chứ thôi chết chứ sao xong. Về bển mua ngáp ngáp còn con hai con gì ngáp ngáp còn như chết trơn. Công an ở tỉnh Hậu Giang đặt riêng cái thùng của mình luôn nữa hả? Dạ không có, cái này mua thùng ngoài chợ chứ chưa đặt riêng của mình. Đựng đủ thứ được hả? Gà này tôi mua thùng đựng gà nồi. Ok không ấy, bỏ đồng không? Ok không? Vậy giờ cứ cho ăn men tỏi rồi mới trộn đồ ăn nó. Dạ đúng rồi. Ổn vài bữa cho nhét viên sổ lại đúng là rồi. Được. Khỏi có phải lo lắng gì không? Vài bữa nó quen quen chuồng rồi anh nhét sổ lại nó đi. Đúng lý ra chiều nay là em nhét hết rồi đó. Thôi để về đó cho quen. Đúng rồi, bây giờ khỏe người đó đi. Tại vì nó nhét đừng ruột nó bị ấy, để anh về tránh cho nó quen nó khỏe người, anh nó nhét sao cho nó tốt. Cho ăn ở đây anh đang cho ăn cám gà mà của con nào? Emmy West. Biết trên đó có con cọ không? Cái đó không quan trọng. À. Không quan trọng. Sợ quen cái vị đó rồi đổi cái khác nó không chịu ăn. Có cho ăn bắp không? Không. Mà chảnh anh có anh cho cũng được cái gì. Ít thôi, bắp nhiều quá. Tiêu quá bằng cái cá. Mà anh ăn ít lắm. Hết hả? Tại nó ăn khiểu về chảnh thấy nó không ăn đừng có quan tâm. Nó không phải ăn sốc như con gà đâu. Nó ăn khiểu vậy đó. Bán trước Tết là bán hết chưa? Chưa. Còn bán hết trơn như xong đó, gọi là cần bán. Tại vì qua Tết là nó ra là nó vô đợt mới nữa rồi. Nhưng mà cũng phải để một số lớn. Tại vì có khách người ta cần loại lớn. Ta cần ví dụ nó đủ loại khách cho người có khách thì người ta cần loại nhỏ. Nó đỡ tốn tiền. Ta còn, ví dụ còn, nhà ta vừa xong cái giường đẹp còn khách ví dụ như anh có điều kiện anh chơi công lớn luôn khỏi sợ luôn. Mà kiểu gì kiểu trên công lớn thì nó có lợi hơn công nhỏ nhiều. Nhưng mà anh em đúng rồi, nhưng mà cái giá tiền nó so với một số người thì nó lớn cho nên người ta mua không nổi, người ta phải mua công nhỏ. Không mình không có thời gian mình chăm rồi nuôi con nhỏ quá rồi về nó có chuyện cái là mình bỏ công bỏ việc của mình cái là tức quá tự nhiên mình mới giác việc vô bụng nữa. Bởi vậy nhiều khi bởi nói tại sao con công nhỏ có 1 triệu mà nuôi mấy tháng nó có ăn lên mấy triệu nói à. Không mấy gà kiển, nuôi gà nồi ngon. Có này nuôi bán gì gọn bán gì các khác mà nuôi gà đá thích gà đá hay chín ngược ngờ thấy thôi chứ là tôi không thích chim chỉ lắm nha. Dạ mặc dù công với chim chỉ cũng họ nhưng mà thôi công nuôi chỉ. Giờ anh công ngay cái xoài á. Nguyên cái khu đó cho nó luôn. Cái chuồng quay thấy hơi nhỏ. Hơi nhỏ. Nhỏ rồi, lên thấy làm biết chuồng nhỏ lắm. Nhưng mình mà kệ. Năm sau hả? Tại lông này nó không quan trọng. Chưa hư lông nữa hả? Dạ.
nhưng mà kiểu gì không công nó dễ một cái là phải nó ra lông một lần rồi thôi, cứ năm thì nó rụng lần. Ví dụ bây giờ nó ra đẹp chuẩn tới Tết đạp đẻ xong khoảng chừng 5-6 tháng sau là rụng hết trơn. Có cọng lông nào, cọng đuôi nào cũng cho tôi vài cọng rồi. Trong nhà mình còn không á? Không rồi, đâu. Để ăn lát cái vô. Tại hồi chiến rồi bán cũng hết. Về để đồ nằm chơi. Từ 53 là cái lông nó ra chuẩn trưởng thành rồi hả? Dạ. Chuẩn nhất là từ 54 trở lên. Cũng như là 53 nó ra mắt to bự rõ ràng rồi. Nhưng mà 54 nó mới dài, to bự nữa, dài rõ to bự. Con trưởng thành nó nhiêu ta? Cỡ 5 kg luôn. Chấm. Chấm 5 kg. 5 kg, 5 kg rưỡi. Máy 3 kg rưỡi. 3 kg nè, nhưng mà con nào 3 kg thì đẻ tốt. 3 kg rưỡi đẻ không tốt. Ủa con máy là mấy tuổi thì bắt đầu đẻ? 2 tuổi. Vậy là con máy đó cũng sắp đẻ được rồi hả? Chưa, con máy đó nó mới hơn năm à. Ừ. Là mình ghép là đó. Dạ, em ghép. Nó ghép sao cho đủ tuổi tuổi con trống, con máy nó đúng, vừa là. Đúng, nó phải chênh lệch năm. Tại vì nếu mà nó bằng tuổi thì con máy nó đẻ, con trống nó đạp không đạt. Con trống đuôi phải dài, nó múa vậy nó đạp mới đạt. Không, mình phải dời về cái ngay cái xài. Chúng làm nhỏ rồi. Anh phải lông cát nha. Cái sạch sẽ khô ra. Thì lông cát rồi đó, rải dâu luôn rồi. Thấy sân bự quá mà làm chuồng nhỏ vậy. Tại mình để cái tính để cái sân chơi cho nó nữa. Sân chơi. Rồi cái đó chỉ để mình nhớ. Đúng rồi, cho nên đó cho nó ngủ thôi cũng được. Nói chung người ta cũng chưa có biết. Chưa biết. Tại vì tính là để vòng ra tới mặt trước luôn á, mình rào lại để cho nó đi ra ngoài chơi, còn tối thì vô ngủ đó thôi. Khóa lại. Khóa thằng lại. Không? Sợ mấy người đặt công vô thôi. Trời nó vô à. Đặt công. Ủa mình có bó lên đuôi nó ra ngoài không anh đi? Khỏi anh ơi, tại nó ngắn. Ngắn cho anh đi xe nhà nó trong. Được rồi. Đi xe nhà nó chào đó. Công này là làm gì anh? Dạ. Trước lúc nuôi công này làm gì? Em đi làm cũng công ty rồi này kia nha. Bây giờ cũng còn đi làm. giờ đi làm bảo vệ ở cục thuế. Giờ cũng còn đi làm. Tại ngày làm mấy mà hai ngày nghỉ cho nên có thời gian. Năm nay là ra còn mấy tháng tuổi vậy hết rồi hả? Dạ. Mới cũng như là bắt đầu ví dụ như bắt đầu vô Tết nó đẻ đó. Nó đẻ khoảng 5 tháng. 5 tháng là hết mùa. Cứ lai ra đẻ hoài vậy. Như thằng nào đẻ đầu tiên là tới Tết năm sau là nó 5 tuổi. Như mấy này đẻ đầu tiên là tới Tết năm sau là 5 tuổi. Vậy đó. Đẻ lứa đầu tiên á. Rồi, đây. Giống nào? Ra bắt cái cặp công bự còn lại đó.
Ê, nó có lông lùi không? Có. Không lùi khoét lỗ lỗ cho sao vậy? Ừ, khoét. Khoan để lỗ lỗ lấy ra. Bây giờ là giờ không được, khoét cái lỗ bự thôi, đừng khoét trên, khoét xuống. Dạ. Trên xuống mất công. Thì ông khoét lỗ bự đây là trong đút mới ra thôi, gì đó. Không được chứ. Được, ông cứ làm đi. Anh đứng muốn quà vậy hả ta? Ừ, trời ơi, anh lạ lạ chứ còn quen quen ở nhà nó muốn hết. Lúc gà vô mùa nó mà, chuẩn bị đẻ mà. À đúng rồi, vô mùa động dục của nó rồi. Ừ. Con này màu đẹp quá hả? Đang sung hả? Đang đùi nó ra tới Tết nữa nó mới dài chuẩn. Nó cỡ con ngũ sắc bên kia đùi nó mới chuẩn. Nó bự bự chút được rồi. Không, kiếm cái cây nào để cho anh leo, anh đứng như con bên kia, anh đứng góc nhãn đó mới được. Để mà chiều làm cái cây cho đứng ngoài được. Bự. Bên đây méo nè. Rồi. Xong mình bó lại, mình quấn băng keo rồi mình mới chọt nó qua. Thôi khỏi mất công, nó ngợp. Tại vì để con bự đu dài á, thì cứ để cho thùng đi, lát thấy nó dài lượt phượt quá ha, hả bó, còn nó ngắn ngắn thôi để đại không sao. Đúng rồi, đưa vô khó ha. Mày... Cầm dao này hỏi đi. Mình lên clip hả? Em thấy nhờ có công nghệ đỡ anh, nó ở trong vùng sâu vùng xa này muốn bán khắp nước không có. Nhiều khi quay vậy nè, người ta coi người ta thấy người ta tin tưởng hơn. À, thiệt tại, hơn. Tại vì ví dụ như anh không xuống đây anh muốn mua thì anh phải chuyển tiền đủ em mới gửi chim. Ừ. Nhưng mà làm sao để anh cho tin chuyển tiền đủ thì nhờ cái cảnh gì? Mới biết được mình mua hàng. Con máy khùng lanh hả? Nó khôn, nó dạng á. Biết sao khôn hả? Có nghĩa là tập cho nó cái mình kêu nó lại, nó ăn kêu nó lại, nó dạng dạng khùng. Rồi con nói đúng không? Mày mổ không? Mổ được nè. Không được, mà không mổ là không được. Thôi mổ ra luôn đi. Mổ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mấy lồng này là phát thai á hả? Dạ. Cái này là mới ra hả? Dạ. Nó như cây khô hả? Nó rụng rồi, nó già. Già dạ, đó, nó rụng rồi mà. Ok, thôi là uống nước, hút điếu thuốc cái đi về. Mày khỏi bằng này. Khỏi bằng nó cứ nhét xuống. Nấu về. Cái này giờ này mày chở ngoài hai người tao chở dưới thì tao có thì ông chở người cầm thùng tôi chở người cầm thùng rồi sao ông cầm thùng ra cái lớp chín giống giống như mọi người bán hết không có về trang phí chứ con cái mũ bỏ gối mũ cho tự dịch mình nghe em nói dạ đúng rồi mày con nít nữa chứ không có gì có chứ anh đây nếu mà anh gọt ra cái kẹo để thẳng thôi là tới xong rồi thôi chút là tôi về đường Mỹ Thuận Lương á không đi đường kia nữa thì đó thì chạy đó mà đường này anh chạy thẳng ra đó rồi có đường quẹo qua bên tay phải thì anh chạy thẳng lên hoài lên tới rồi có cái ba nó cái quẹo phải nó chạy thẳng lên đây chuyển tiền cho anh Biên chứ để lại đây hả cũng tranh thủ để về cái cây thì em mà cũng được cái này từ cái chỗ Vĩnh Liêm đi vô có một trụ ATM không anh là gì ạ Phan Minh Biên không ta phải. À, mình chuyển 6 triệu nữa là đủ đúng không anh? Dạ dạ dạ. Ok. Mua gì mà gặp mấy anh về đâu bán về gặp anh về bán đắt. Ủa có vui vẻ vậy tôi khoái á. Dạ thì chứ nữa mình không có lý do gì không vui bởi vậy nó vui vẻ vậy tôi nói không có lý do gì đâu mà vui vậy tại giá đã anh thì nói thật cái điện thoại rồi mà mẹ gặp thôi bán gà gặp bất kỳ mà mấy người cũng dân tộc người dân gì đó nói mà nghĩa mà nó nói dài vậy mà vui đó mà nó cũng không vui vậy thôi ta đừng có qua lại đúng không nó cứ hỏi hoài đó rồi cuối cùng thì nó cũng chịu chuyển tiền cho mình mà chuyển tiền cho mình rồi á gửi xe nay đi ngoài xe xe nó nói trời ơi em lỡ chạy hút có 3 cây số mà kia nó chạy lại lấy nó không là nó không đủ mẻ thằng này nó trong rừng nhà xe cũng dừng trời nó đủ mẻ ý là chuyển tiền rồi á mà đủ kêu lỡ lấy không đấy
gì đó. Tại đêm hôm qua, tại lâu mình không có đi đi cao tốc Trung Lương. Thế là mình đi cái mình lủi ngược, lủi mà mới vô cái cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nè. Mà mình vừa ráng là mình thấy nó hút mẹ rồi, mà không có đường vòng ra, mới có barrier mà gặp hai công an bất kỳ vô, nó mới đổ nó cối nữa. Tính lại xin đó là mới để dở qua thì barrier cho qua, mình nhìn thấy mặt cũng mưa. Chạy thẳng xuống mới cay lại, mới đập lại Mỹ Tho ngủ. Là nó nhắn ba bữa, mình nói thẳng mặt thôi. Bây giờ tôi bán vậy đó, anh mua được thì nhắn lại, còn không mua được thì bấm nút giùm tôi để tôi làm ăn. Đụng nó chửi hoài, mà đụng mà cũng nói hoài, nó dai đĩa. Nó trời ơi, bác làm ăn mà bác nóng bánh mẹ nóng hoài, nó dai nhá. Trời ơi, mà gặp mình, gặp em dễ vậy, em mua ai bán hàng mà chửi, cũng không mua nữa, mà hấp dẫn. Nó hấp dẫn mà nó nói dây nhắc, cái gì hoài. Cái đó, nó một cái tâm lý mình cứ giận thôi, sao mình giận. Mình bán mình giận mình quạo luôn á, mình chửi luôn á, mà nó cũng hơn, cũng bình thường kỳ cục, nó nấu hỏng hoài tính là nó không mua mà cuối cùng nó cũng mua, nó chuyển tiền 3 triệu á, mua gà, cho nhỏ đó vậy đó, kỳ cục. Vô chưa? Dạ rồi. Không thay thiếu thuốc cái gì gọt cho nó về cái sáng xuống. Dạ dạ. Quen. Nãy ra cái đường lớn rồi cái đầu mình chạy thẳng luôn phải không? Giờ ra anh chạy đường nào cũng được chứ, bây giờ này đó là anh chạy đó, thẳng. Đó cái đường thẳng lớn đó, chạy thẳng về đúng đó không? Tháo đường chút con vô. Cái đường nào anh chạy được đó, đó anh chạy thẳng rồi đó rồi chạy lúc rồi ngoài kia nó có cái cách khoảng 40 số nó có ngay ngã ba ghẻ. Làm chúng ta ngoại phá đi về coi lại. Cái quả chạy thẳng ra ngoài cái đầu cái là nó đó là đường lớn rồi, nó không có thôi. Tại mình đi phía Vũng Liêm qua là giờ anh định vị tới cầu Mỹ Thuận đi. Tới đó là anh biết đường đi rồi. Anh ví dụ anh mở đường gì á. Ví dụ như em ở Vĩnh Long. Cái cầu anh đi xuống tới cầu Mỹ Thuận rồi anh hả mở đường gì xuống tới đây chứ còn anh mở đường gì từ nhà anh mà đường gì xuống tới chỗ này là nó tầm 7. Trời ơi, mấy nãy chỉ cho đường ra. Hồi đó đi Cà Mau mà cứ chạy nguyên cái đường lộ lớn mà ở dưới đây là cái mé thông mà cứ quẹo phải hoài á. Quẹo nó đi đường ra đi chết rồi. Chạy khúc nữa quẹo ra chắc chết thiệt. Cái nhau cũng chỉ vô cái đường đá nó chạy khúc. Khi quay đầu lại rồi mà. Nếu mà quay đầu lại cũng lại khi quay đầu. Thì giao cái gì nụ mà nó chỉ tôi ra hồi ruộng á, đi ra hồi ruộng á. Nó chỉ chặt cái kia quay đầu là mình biết chặt nó đặt rồi là mình quay lại chứ. Uống nó chỉ ra ruộng. Thôi mình giọt anh biết ơi. Thôi giọt. Cho nó sớm sủa về nhà, yên vị cho nó tấu ngủ đàng hoàng. Rồi anh, con cắm đi. Cắm thêm ra. Ờ, tôi lúc máy đi. Ờ, cái lông xấu này mà không mấy đâu. Cái hai cái lông rụng. Rồi cảm ơn chị. Nhiêu viên này? Tính luôn này nữa 27, 3 viên này nữa 30. 3 viên nữa 30 hả? Ừ, 3 hộp này nè. Đây quay cảnh là hết rồi. Đây là thuốc sổ lãi Benadryl của người ta nha các bạn, 2000 viên. Mình mua mình sổ lãi cho công từ 6 tháng tuổi trở lên. Công từ 6 tháng tuổi trở lên thì mỗi một con thì mình cho uống một viên luôn nha các bạn. Bác nó lên nhét nó vô họng là ok rồi. Bà hẩm có chuồng đó đó, cái chuồng mấy chuồng chuối á, là mấy chuồng sổ gọi hả? Ừ, mấy gà nước hôi lúc nào không có, gà lúc nào cũng có, ỉa là còn lãi không là mà không bầm không kia, ỉa nó còn que que chứ hôm qua ỉa là nó chết ngắt hả, cái này hết rồi.
Hiện ngựa chuồng đó. Ông cái gì năm chuồng đi. Bắt là dễ thằng có nữa hả? Nè, thuốc nè. Chết mẹ. Em. Vô thì cứ vô đi rồi. Bây giờ chuồng không thả đi lại. 2 4 3 7 rồi. Không không có chuồng hả? Không không, khỏi khỏi. Vô đó rồi. Có phải không có hả? Không có thì vô đi. Tôi quay phim cái. Nè, mình vô chuồng này. Qua chuồng đầu đi. Chuồng đầu đi, để nó bay. Tiếp tục công việc của buổi chiều thì chuẩn bị mấy cái thùng để mà sáng đi gửi xe cho khách. Khách nào đặt gửi xe thì buổi chiều chuẩn bị thùng đồ này kia cho người sáng bắt đi giao cho khách sớm. Bữa nay đổi hình ảnh cho con bé mập nó dán thùng để quay, chứ để quay anh ba hoài. Bữa nay đổi người quay. Thì dán thùng rồi phát lỗ rồi ghi địa chỉ đều sẵn, cặp nào sẵn cho rồi sáng là nhiệm vụ còn lại là của anh ba bắt đi, cũng như thường ngày. Ngày mai thì đi ba khách, ba đơn, ba thùng. Công việc thì quay thì nó không có gì, chủ yếu là cho bà con và các bạn thấy được cái hình ảnh thực tế thôi. Ở đây thì nuôi thật bán thật và không bao giờ có cái vụ mà nhận tiền rồi mà không gửi hàng cho khách. Ví dụ như mà nhà ở đây mình lỡ nhận tiền rồi nhưng mà ví dụ gặp vấn đề về xe nó không đi hay là nó không có chuyến xe thì mình cũng bắn tiền lại cho khách hàng ha. Tại vì bây giờ thời buổi công nghệ mà tiền bắn qua bắn lại 1 phút 30 giây là nó có cái gạt rồi, không tới 1 phút 30 giây nữa. Nhấn tiền bắn cái ẹt cái là trong vòng chắc 3 giây à. 3 giây là nó qua lại rồi, cho nên là gặp vấn đề cái thật là 100% hoàn tiền lại cho khách chứ không bao giờ mà có vụ mà nhận tiền mà không gửi hàng cho khách. Các bạn mình quay nhiều lần nhiều video cho các bạn thấy là ở, và các bạn nào mà có đi đến trực tiếp đây thì các bạn cũng biết ở đây là mình thuộc vùng sâu vùng xa chứ không phải là ngay với quốc lộ đâu. Cách quốc lộ tới 15 km lận, cho nên là để mà trụ được tới ngày hôm nay thì cũng không phải là cái vấn đề đơn giản. Thì các bạn nào theo dõi mình cũng biết là từ lúc mình khởi nghiệp nuôi chim chỉ tới bây giờ thì cũng gần 10 năm rồi chứ không phải là 1 năm 2 năm. Đó, ở vùng sâu vùng xa mà nuôi được cái thời gian vậy, làm ăn được cái thời gian vậy thì các bạn cũng hiểu là mình phải làm như thế nào mới trụ được rồi. Còn cái kiểu mà bán hàng mà lừa đảo ha, lừa gạt khách hàng thì chỉ vài đơn thôi bắt đầu người ta la sùm hết trơn rồi. Đó, chứ không phải là 10 năm nay là mình làm ăn gian dối mà mình làm ăn được 10 năm. Đó. Thì hơi ngày hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn những hình ảnh thực tế thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và ủng hộ chim gà kiển mình trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.